Em chào cả nhà. Hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một con máy cưa vòng cắt sắt dày. Con máy cưa vòng cắt sắt dày này là chuyên cắt sắt đồng nhôm inox nhựa, không tạo ra tiếng ồn, không tạo ra ưa lửa và không có gần như là cắt không có bao vớ. Rồi em sẽ xoay một vòng máy con cưa vòng Shindawa này cho cả nhà xem nhé. Con máy này về còn khá mới nha cả nhà. Đây, mới cực kỳ đẹp từng chi tiết. Con này là con eco cực nhanh nhé, cả nhà có thể cắt góc được nhé. Mở ra là cũng 200 á. Banh ra hết là 215 mm. Thì mình có thể kẹp được 200 ha. Nhưng mà con này á là mình chỉ cắt được tối đa là 120 thôi, vì cái thông số của nó là 120. Rồi chút nữa em sẽ đo cái chiều cắt góc của nó xem nó cắt góc được bao nhiêu và bao nhiêu rộng và cao bao nhiêu ha. Rồi sau đây em xin đọc thông số của con máy cắt sắt cưa vòng Shindawa. Con này có model là SB120-2, điện pin nội địa Nhật là điện 100V, có công suất là 310W, 50/60 Hz. Con này em sẽ đo cái đường cắt của nó ha. Nếu mà cả nhà cắt tối đa luôn á mà hết cỡ nha thì nó sẽ là 130, nhưng mà cái gọi là chuẩn á thì nó là 120. Còn cái chiều cao có thể mình cho phép là 120 luôn, nhưng mà chuẩn của nó thì chắc là em nghĩ là 100 hay là 110 thôi anh cả nhà nha. Rồi sau đây em sẽ mở máy lên cho cả nhà xem về con máy nó hoạt động như thế nào. Máy chạy cực kỳ êm nha cả nhà, không tạo ra tiếng ồn. Em đã chuẩn bị một thanh sắt hộp 44 dày 1x8 và em sẽ cắt cho cả nhà xem. Cái này là cái cần để khóa ha. Khi mà cả nhà đưa xuống là nhớ gạt cần ra mới đưa xuống được ha. Em cũng nhắc lại về cái lưu ý về khi mà cả nhà cắt sắt hộp nha, cái này sắt ống thì cắt sắt hộp đối với bề mặt cả nhà có thể tự động đưa xuống cho nó tự cưa, nhưng mà đối với khi mà hai cái cạnh hai bên thì cả nhà nhớ là nương tay cầm để mà hạ từ xuống cho cái nếp cắt nó hẳn, để khi mà càng đưa nhanh á thì nó sợ là nó sẽ bị lệch qua một bên. Cái thứ hai á là nó sẽ không có bị gọi là đứng lưỡi cưa hoặc là bị sóc lưỡi, sẽ bị mẻ lưỡi. Thì mình xài củ bền tại người mà thì mình cứ xài dưỡng thì ok. Còn mà cả nhà cắt sắt đặt
gọi là hay là hanh láp á, thì cứ để xuống đo đúng kích thước và để xuống nó ử cưa đó, là vậy. Nay em có bôi dầu vô cái lưỡi nên nó dính dầu ha. Đây, cả nhà coi ha. Đó, gần như là không có ba vớ ha. Thì lúc nào á chỉ có những cái cạnh ở cuối cùng. Đó, nó mỏng gần nhất là tự động nó sẽ gọi là rụng ra. Đó, thì những cái này á thì anh em sẽ sắm những cái cạo ba vía. Thì á cạo ba vía nó như thế này. Đó, ở trên mạng nó vẫn bán ha, trên mạng nó vẫn bán những cây cạo ba vía như thế này, là cái này là của hàng bãi của em đó, ở nhà đưa vô và cạo ra, thấy không? Đó, xuống nữa sát mí nữa cũng được đó. Là cứ thế là anh em bỏ vô hàng thôi ha. Nó không phải ở hở nhất, cả nhà sẽ xem nè, nó không bị cháy cạnh nè. Đó, ở nhà coi ha, những cái mép nó rất là hẳn rồi. Bây giờ em sẽ chuyển cái góc 45 độ cho cả nhà xem, và em sẽ đo xem coi nó sẽ cắt góc 45 độ được bao nhiêu. Rồi, sau khi em đã chỉnh 45 độ xong thì cái nhà khi mở ra mở luôn ra ha, và sẽ làm tắt ốc ở phía trên này đó, rồi bắt đầu cái nhà sẽ cưa 45 độ. Thì nếu mà cưa 45 độ của con này á là được 50 ha, 50 tối đa được 50 ha, là bề rộng. Năm mươi nha cả nhà. Thì bây giờ em sẽ bỏ cây sắt hộp 44 vô.
Ờ, cả nhà coi ha, với cắt cực kỳ đẹp ha. Đó. Vẫn như cũ là nó có một mép cuối cùng. Thì cả nhà sẽ lấy cái hành ba vớ này và cả nhà cạo đi. Đó. Được chưa? Đó, chỉ có 2 mét đi xuống thôi. Đó, là xong. Và bỏ vô là bắt đầu cái nhà hàng. Hả? Rồi, em sẽ đo coi nó có sát mép ư hay không. Nè, cái nhà coi ha. Khi mà cái nhà gáp vô là hai cái mép này nè, đó, cực kỳ khít luôn. Đó, em cạo mới ra cho cái nhà nó. Đó. Đây. Đó, cực kỳ khít luôn. Đưa vô là khít 145 độ ngay. Đó, là cứ thế là hàng thôi. Rồi, em sẽ đọc lại thông số của con máy cắt sắt Shindawa. Một con máy cưa vòng của Shindawa và còn rất là mới, với hơn 95% ha, từ nước sơn đó cho đến từng chi tiết. Thì em sẽ đọc lại thông số là con máy cưa vòng Shindawa có model là SB120-1, hàng nội địa Nhật, điện 100V 50/60Hz, có công suất là 310W. Đó. Thì liên hệ em nhé. Em cảm ơn cả nhà.